Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tất cả các anh em cái thùng đồ ngờ này. Mình thấy cái thùng đồ ngờ này của Toto khá là tốt, khá là chắc chắn nên mình muốn chia sẻ lại cho tất cả các anh em cùng biết nha. Đây, thùng nó khá là dày, khá là chắc chắn luôn nha nè. Nhưng mà nó kích thước nó nhỏ hơn so với 10, nó cũng 14 inch. Nhưng mà nhỏ hơn cái của thằng Dynico hay là các cái thằng khác nha. Và kích thước nó nhỏ hơn nhưng mà khá là chắc chắn. Và móc nó là móc sắt luôn này. Và thùng nhựa nó khá là dày. Và nó bo cạnh nó cũng chắc chắn hơn so với những thằng khác nha. Thằng này thì nó mỏng hơn. Mình sử dụng nhiều thùng đồ ngờ rồi nhưng mà mình thấy cái thùng của thằng Toto thì mình hài lòng nhất nha nè. Nên mình muốn chia sẻ lại cho tất cả anh em cùng biết. Cái này là mình 14 inch hơi nhỏ, mình sử dụng ở trong hộ gia đình thì cũng khá là ok nha anh em. Nhưng mà nếu anh em đi làm nhiều thì mình tốt nhất mình nên mua cái thùng 17 inch nha anh em. Đây, hai móc đây này, bỏ thùng bỏ các lọc cốt này. Đó, khá là chắc chắn. Cái chắc chắn khá là dày so với những thằng kia nè. Em thấy hai thùng khác nhau không? Thấy thùng của Toto chắc chắn hơn không? Giá tiền thì hai thằng này nó cũng né né nhau anh. Cũng ngang tiền. Nếu thùng 17 inch của thằng Toto thì giá nó đắt hơn. Đây một dòng cho các em xem nha. Đây một quay một dòng cho tất cả các em xem này. Thấy này, hai thùng khác nhau chắc là video mình xin kết thúc tại đây nha. Nếu anh em thấy video này hữu ích thì cho mình một like, một subscribe nha. Video mình muốn trải nghiệm chia sẻ những trải nghiệm của mình sử dụng các đồ ngờ nha. Mong các em ủng hộ kênh của mình để theo dõi những video của mình. Cảm ơn tất cả các em rất là nhiều.